Không biết lúc này thì cảm xúc của khán giả cũng như là ban giám khảo như thế nào. Xin phép trước khi kết thúc chương trình thì cho phép Đức Anh sẽ được trao đổi ý kiến, đôi ý kiến với lại các vị giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, xin được mời một đánh giá tổng quan chung từ phía các vị giám khảo. Dạ, em xin được mời cô Hương. Cô xin có một đôi lời như này, nếu mà để khen tất cả các em có mặt trong cái buổi chung kết hôm nay thì nó cũng là một cái rất là thừa. Nhưng cái điều mà cô cảm thấy rất là tiếc, tiếc ở đây là gì? Cái công sức mà các em có những cái tiết mục tốt như thế này mà lượng sinh viên đến hôm nay thì lại không có. Thế thì cô cũng rất là mong là ban chấp hành đoàn trường lần sau rút kinh nghiệm, tức là ví dụ mình có thể tổ chức từ 4 giờ chiều, tức là sau khi các em kết thúc buổi học xong thì là các em sinh viên có thể xuống đây để xem, tham dự những cái này. Bởi cái quan trọng nhất là gì? Tất cả những cái hoạt động này là một cái hoạt động của sinh viên và dành cho sinh viên, tức là ngoài giờ học ra thì đây là một cái nơi kết nối, nơi giao lưu và nơi để mà các em cảm thấy được thưởng thức tất cả những cái hoạt động của mình đó. Chứ còn mình tự nhiên mình một cái buổi chung kết như này mà hầu như chỉ là các bạn đến thi và biểu diễn cho nhau xem thôi thì đấy là một điều rất là phí phạm. Đấy thì cũng rất là mong là ban chấp hành đoàn trường là lưu ý để làm sao mình lần sau mình sẽ có những cái hiệu quả hơn để cho các bạn trên sân khấu cũng cảm thấy là rất là hưng phấn và khi biểu diễn. Cô cũng rất là ghi nhận công sức của tất cả các em. Tuy nhiên là cô vẫn mong rằng là với cái chất lượng về giọng ca cũng như những cái năng khiếu của sinh viên trường mình, chắc chắn là sẽ có những cái tiết mục sẽ còn tốt hơn như thế này. Bên cạnh có một vài tiết mục là tương đối là đều về giọng hát hay là về đầu tư thì cũng còn có những tiết mục là mình cũng chưa thực sự là đầu tư lắm, kể cả giọng ca, kể cả sự nghiêm túc cho cái tiết mục của mình. Thì cô hy vọng rằng là những cái bạn mà chắc chắn là hôm nay cũng chưa cảm thấy hài lòng với những cái tiết mục của mình thì lần sau sẽ trau chuốt hơn để thể hiện làm sao, dù sao đây là một cái trường nghệ thuật thì chúng ta khi đã bước ra sân khấu hãy là tập trung hết sức để làm sao đạt được cái chất lượng tốt nhất cho cái tiết mục của mình. Một lần nữa cô cũng chúc mừng ban chấp hành đoàn trường đã có một cái hoạt động rất là hữu ích trong cái đợt chào mừng 20 tháng 11. Và cô cũng rất là mong tất cả các tiết mục làm sao mình tập trung vào chủ đề nhiều hơn nữa. Ví dụ chương trình tập trung vào cái dịp 20 tháng 11 thì chúng ta hãy cố gắng tìm những cái bài hát cảm ơn thầy cô, tập trung vào cái chủ đề của chương trình. Cũng như bởi vì trong năm thì tôi được biết là ban chấp hành đoàn trường có rất là nhiều cái cuộc hoạt động, ví dụ có những cái đợt thì chúng ta lại là những cái bài ca khúc cách mạng, thì lúc đấy chúng ta lại sử dụng những cái bài hát kia thì nó sẽ phù hợp hơn. Có thể các bạn hát rất hay nhưng mà nó không đúng chủ đề thì cũng rất là khó để mình có thể đoạt được cái giải nhỉ, với đúng cái giọng ca của mình. Đó thì đấy là một số điều mà cô xin chia sẻ. Xin cảm ơn ban chấp hành đoàn trường, cảm ơn cô Hồng đã đến đây cùng với trường và chúng em. Chúng em rất là cảm ơn cô và cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, xin được cảm ơn cô Lan Hương và xin được mời cô Cao Lê Hồng sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với các bạn. Ngày hôm nay chương trình được đón cô đến tham gia cũng là điều rất là vinh dự ạ. Nếu nói là sự cố gắng ở đoàn trường thì có lẽ điều đó thì đáng hoan nghênh và cũng nên tiếp tục phát huy cái truyền thống của những ngày, thứ nhất là ngày nhà giáo mà các em để tất cả, tìm tất cả những tiết mục để thể hiện. Nhưng đáng tiếc như cô vừa nói, tôi lại chờ mong rất nhiều cái tiết mục về chủ đề nhà giáo và nhiều tiết mục, những bài ca, những múa nó làm cho sâu sắc, nó làm cho tình cảm thiêng liêng đẹp lắm. Tôi thấy ít quá, tôi tiếc. Giá như được, tôi thấy là chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, tôi mong chờ những cái đó nhưng mà không được nhiều. Đó, hoặc là có một vài cái múa, ví dụ có em múa một mình về nói về thầy nhưng mà cái ngôn ngữ múa không rõ, mặc dầu em rất cố gắng một mình múa. Thật ra cái ngôn ngữ múa, chúng ta là ở cái trường sân khấu điện ảnh, dầu cho các em không chuyên về cái đó nhưng ít nhất về khi mình biên đạo hay mình tổ chức một cái múa, ít nhất nó phải mang đó. Hoặc là ví dụ chúng ta là sân khấu điện ảnh đạo diễn không,
mà chúng ta đưa cái dòng sông rất cố gắng bốn người, nhưng xử lý cái dòng sông mà lội dưới dòng sông thì làm sao ca? Những cái chi tiết nhỏ nhỏ các em thì những cái chi tiết các không chấp nhận được, đúng không nào? Hoặc là ví dụ tiết mục đầu tiên các bạn xong rất đẹp là nhưng mà nó không chủ đề trong dịp này, đúng không? Hoặc cái múa bánh trôi các bạn rất cố gắng, nhưng mà thật ra bánh trôi để nói trong nhà này cái gì, ví dụ mình làm xoáy những cái vấn đề gì đó thì tôi được mong đợi. Ở đây cái giọng ca thì có một vài giọng ca khá, nhưng nhìn chung cái giọng ca có một số giọng ca còn mảnh lắm, chưa đầy. Và tôi có thể là các em hát chưa hay, nhưng tôi mong cái cảm xúc các em thể hiện, nhiều em lên cái mặt sau hát nó còn thiếu cái cảm xúc sâu sắc, nó không lắng động, chỉ có một hai bài. Ví dụ cho các em, cái tôi chỉ thấy có hai em vài em mà hát mà tôi cho rằng có cái cảm xúc tốt. Ví dụ như là cái em Đất Nước Tình Yêu, ít nhiều nó giọng ấm nhưng mà thể hiện. Hoặc là em nói về thầy một bài đó, còn lại thì Ánh Mắt Người Cha cố gắng. Một số bài các em ca lại có em lại ca trên nữa, giọng lại ca. Và cái điều mà tôi băn khoăn nhất ở đây không cần ca hay, bây giờ em không phải là ở bên cái trường nhạc như nhạc viện, nhưng mà ít nhất cái cảm xúc của các em, tôi chờ đợi cái cảm xúc, nhưng mà tôi thấy tiếc nhiều cảm xúc ca các em nó không làm nó động lại trong tôi một cái gì đó xúc cảm. Cái điều đó tôi rất băn khoăn, mà đoàn trường lẽ ra cái này phải chú ý. Tôi thấy là cái trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì làm sao cái chủ đề phải bám vào. Thứ hai là đưa cái gì vào, đầu tiên là thể hiện làm sao nó hát mà người ta cảm được, nên cái cảm nó còn ít quá. Tôi xin được thẳng thắn nói thẳng, bởi vì tôi cũng đi chấm nhiều ở cái sân khấu quần chúng, mà nhiều người tôi xem chấm nhiều là cựu chiến binh, những cái người không chuyên nghiệp mà họ ca xúc động vậy lắm, có giọng có khi nhưng mà rất xúc động. Tôi rất mong các em làm sao tốt ca hay. Cái đôi đầu ca cái tiết mục đó là tại Gông Bát chủ đề, chứ còn hai em ca rất hay, giọng nam giọng nữ đều đẹp cả, thì tôi rất mong là rất nhiều các em phát huy. Hy vọng rằng 20 tháng 11 năm tới nhiều tiết mục xoáy vào chủ đề và nó sâu sắc hơn, nó có nhiều cảm xúc hơn và nó gieo một cái ấn tượng cho thầy và học trò nhất với ngài nhà giáo. Xin cảm ơn các bạn, có những điều tôi được nói thẳng, tới khi các em không vui, nhưng mà vì là đoàn thanh niên là phải đi vào những vấn đề mà các em lẽ ra phải tập trung làm tốt hơn. Bởi vì chung kết tôi hy vọng, tôi chờ đợi như đó, thì rất mong là đoàn rút kinh nghiệm làm sao đưa vào cái đêm chung kết chắc lập những cái tiết mục xoáy vào chủ đề hơn. Và rất mong nhiều giọng ca. Tôi cho lần trường hồi nãy hai em mà chào mừng thì hai giọng rất đẹp. Hai giọng rất đẹp. Nhưng mà hôm nay thì giọng đúng chủ đề nữa. Đúng chủ đề thì người ta ca, người ta chào mừng mà đi vào đúng chủ đề mà chiều giọng ca hay. Đáng tiếc năm nay chủ đề mình còn ít quá. Và lại giọng ca nếu điểm qua từ một thì tôi hơi tiếc một chút. Nhưng mà cho tôi được nói thẳng và hy vọng rằng được đón chờ năm tới nhiều cái hay hơn. Rất mong các em cảm thông khi những lời nói. Dạ, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Và cũng như là ban tổ chức cũng thay mặt cho đoàn trường thì cũng ghi nhận những ý kiến chia sẻ của cô và sẽ rút tỉa trong những lần tiếp theo tổ chức sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Và một người cũng đã đồng hành cùng với vòng sơ tuyển của chúng ta, cô Thu Hà, thì cô có những lời nào chia sẻ cùng với các bạn cũng như là định hướng giúp cho các bạn tốt hơn trong những lần biểu diễn sau không? Chào đoàn trường, chào tất cả các bạn sinh viên của trường. Khi mà cô xem thì cô thấy là các bạn, cô thật sự là tiếp theo lời của cô Hồng là rất là tiếc. Tiếc cái thứ nhất ở đây là các em chưa xác định rõ cái chủ đề thi. Trong cái vấn đề mình chọn bài cũng vậy. Khi mình chọn bài mình phải bám theo cái chủ đề. Là chủ đề này là mừng ngày nhà giáo Việt Nam, thì tất nhiên những bạn nào hát đúng chủ đề thì được một sự ưu ái hơn về mặt nội dung mình lựa chọn. Cái thứ hai là có những cái chất giọng, có giọng rất là khá nhưng mà các bạn không biết cách chọn bài. Và điều thứ ba là cô muốn các bạn rút kinh nghiệm là cái dòng sơ tuyển các bạn thi xong các bạn nên ngồi lại. Các bạn không thể về như hôm trước được. Bởi vì sau khi thi, cô có những cái đóng góp, có những cái góp ý cho từng tiết mục thì cô không làm được khi các bạn đi ra về hết. Thí dụ như những cái phong cách lên sân khấu các bạn như thế nào thì các bạn cần phải được nghe ban giám khảo nhận xét và chỉnh sửa cho mình ở vòng sau.
những cái hình thức mà những cái phong cách lên sân khấu các bạn bị nhược điểm đó, hôm nay các bạn lọc lại đi. Thì cô mong rằng vào những kỷ niệm của trường, những hoạt động của trường, không riêng gì ngày 20 tháng 11 hay là tất cả những chương trình nào cũng vậy, các bạn cũng nên có một cái bước chuẩn bị như vậy. Và cô chỉ có một đôi lời như vậy thôi. Chúc các bạn có một kỷ niệm về ngày nhà giáo thật là vui và hạnh phúc. Xin được cảm ơn cô Thu Hà. Và lúc này chắc chúng ta đang hồi hộp chờ đợi kết quả đúng không ạ? Và xin mời anh Trương Văn Trí sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với chúng ta cũng như là bạn giám khảo của chương trình. Trước tiên thì xin đại diện ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo và quý thầy cô trong ở các phòng ban khoa đã dành chút xíu thời gian để cùng đến với đêm chung kết. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã tham gia chương trình một cách rất là tích cực. Và kết quả thì là sẽ ngay ngày lễ phát bằng tốt nghiệp trao giấy khen trên đó. Tại vì ngày 18 này thì không kịp để in các giấy khen cá nhân tên của tất cả các bạn. Nên là chúng tôi sẽ được xin ý kiến của ban giám hiệu là dời cái buổi đọc kết quả và trao giấy khen trên sân khấu luôn vào ngày lễ phát bằng tốt nghiệp gần đó. Rồi, sau đó thì cùng phát động phong trào cho cái sáng, buổi sáng ngày 18 thì là đề nghị các lớp đăng ký hội thi ẩm thực, nấu chè hay làm bất cứ gì về món ngọt, nấu chè, các thứ gì về món ngọt để cùng tham gia và sẽ phát giấy khen ngay cái buổi cho buổi thi ẩm thực nấu chè luôn. Và hy vọng tất cả các bạn mùa thi năm 2017 sẽ có những cái chủ đề về nhà giáo và những cái ca khúc rất là hay. Và ngay bây giờ xin mời ban giám khảo cùng với tất cả các thí sinh chúng ta lên sân khấu để chụp một tấm hình lưu niệm trong đêm chung kết đó nè. Xin trân trọng kính mời. Xin được mời cô Cao Lê Hồng, xin được mời cô Lan Hương, xin được mời cô Thu Hà, xin được mời các thầy cô cũng có mặt trong khán phòng của chúng ta, các thầy cô. Xin các mời tất cả quý vị khán giả đây luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu niệm một tấm ảnh ở phía trên sân khấu để ghi dấu ấn rằng ngày hôm nay chúng ta đã góp mặt cho một chương trình ý nghĩa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Xin được nhờ bạn quỹ của lớp với bạn. Xin được mời các tiết mục các bạn hiện nay đang còn trang phục hoặc là đã thay trang phục ra. Dạ, xin được mời chị Đào Hồng Điệp, chị Nguyễn Thị Biển. Xin được mời thầy Quốc Việt ạ. Em xin mời thầy. Xin mời cô Thanh Thương, xin mời thầy Thanh Đạt. Xin mời anh Thanh Trường. Các bạn có thể di chuyển lên phía trên, chúng ta lập thành hai hàng ạ. Dạ. Chúng ta lập thành hai hàng đứng ở phía trên để cùng nhau ghi lại những tấm ảnh thật sự ý nghĩa. Bởi vì các bạn có thể quỳ xuống, có thể là hơi khom người xuống một tí à. Dạ. Rồi, đội hình bánh trôi nước tạo hình, đội hình làng quan họ cũng tạo hình luôn giúp chúng tôi. Xin được mời các khán giả và những bạn đã thể hiện các ca khúc, chúng ta cũng lên đây minh họa hoặc là góp một phần nào đó. Xin mời anh Thanh Bình, xin mời anh Thanh Trường. Và thưa tất cả các thầy cô, quý vị và các bạn, dù là ngày hôm nay không khí khán phòng của chúng ta nó có hơi vắng một tí, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã có một đêm nhạc thật rất là thật vui và thật là ý nghĩa đúng không ạ? Và các bạn nhớ đừng che mặt dòng sông, đừng che mặt mọi người nha. Và hãy cùng nhau nhìn vào những chiếc máy ảnh ở phía dưới cũng như chiếc máy quay của chúng ta, sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất ngày hôm nay mà tôi nghĩ rằng đối với đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất, các bạn sẽ có thật nhiều những trải nghiệm trong quãng đời sinh viên tại trường của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn các thầy cô cũng như là quý giám khảo cũng đã đến đây dành thời gian để góp cho chúng tôi những lời chia sẻ chân tình và cũng như đưa ra những kết quả tuyệt vời nhất. Và một lần nữa xin được kết thúc
chương trình của chúng ta tại đây. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.